Con chào cô và các bạn. Con là Nguyễn Gia Minh, học trường trung học cơ sở 4A. Hôm nay tôi xin thuyết trình về sản phẩm lái tàu vũ trụ của con. Thì khi là sẽ có thiên thạch sao khi đâm trúng thiên thạch sẽ mất một mạng. Còn nếu ăn được sao thì sẽ được cộng 5 điểm. Khi mạng bằng không thì game sẽ kết thúc. Ở điểm 50 trong trong quá trình làm cô mời Gia Minh cứ nói tiếp đi. con lấy các hình ảnh từ trang web còn gì nữa không con? tám.com rồi và trong trong quá trình làm tôi có gặp vài khăn là khi con thêm vào thì tốc độ chơi nó bị tăng lên. À, phần thuyết trình của Gia Minh đã xong chưa? Ở đây trò chơi của con có âm thanh không? Có Có, nhưng mà chắc là con chưa bật chức năng xem âm thanh hay sao mà cô không thấy, không nghe thấy tiếng âm thanh nổ. Con thử share lại nhé, share lại khi mà mình nhấn share screen ấy, thì có một cái nút ở góc bên trái tay trái phía cuối của màn hình là có cái nút share sao ấy, mình tích vào. Con chơi lại cùng nghe nào. Đó.
Và cô cảm ơn Gia Minh. Cô xin mời các bạn nhận xét nhé. Cô mời Phương Nguyên nhận xét bài của Gia Minh này. Gia Minh cứ chia sẻ màn hình đi. Vậy chức năng sáng tạo, nhưng mà bạn đọc chơi trẻ nhưng đọc hơi nhỏ xíu ạ. Rồi về thuyết trình thì bạn còn nói còn chưa được trôi chảy đúng không? Nói nhỏ và chưa trôi chảy. Thế còn về giao diện sản phẩm thì như thế nào nhỉ? Em thấy nó đẹp với âm thanh nó rõ. Rồi, cô cảm ơn Phương Uyên. Cô xin mời một bạn khác nhận xét nhé. Cô xin mời Gia Phong nào. Con thấy bài của bạn thì cũng hay, nhưng con cũng như đấy thì con cũng thấy bạn nói nhỏ, à bạn nói kiểu người cũng đúng. Thế còn sản phẩm của bạn đã có nhiều chức năng sáng tạo chưa? Con thấy là có rồi. Có rồi, chẳng hạn như là gì nhỉ? Như kiểu kem khi mà trắng thì nó hiện ra cái chữ Duy. Cô cảm ơn con. Thế còn bạn khác có góp ý gì không? Cô mời Đức Bình nào, Đức Bình cho cô nhận xét nào. Xét của con cũng giống với mấy bạn trên nữa. Cô cảm ơn con. Cô xin nhận xét là phần thuyết trình của Gia Minh, đó là giao diện sản phẩm của con rất là đẹp mắt, hình ảnh của con là những cái hình mới. Chương trình cũng có những âm thanh rất là hay. Ở đây với sản phẩm của con thì cũng có nhiều chức năng sáng tạo, như là bạn cũng đã có tạo mạng. Khi mà xảy ra va chạm giữa tàu và thiên thạch thì mạng sẽ bị giảm đúng không? Đến khi mà mạng bằng không thì sẽ bạn có cái chức năng đó là thua cuộc, vẽ lên màn hình chữ thua cuộc. Còn nếu như mà điểm của bạn lớn hơn hoặc bằng 50 thì chiến thắng, bạn đã tạo được chức năng chiến thắng. Ở đây bạn cũng đã thêm được chướng ngại vật, đó là ngôi sao nữa, cho nó tăng độ hấp dẫn cho game. Ở đây mỗi một lần mà khi mà tàu ăn được ngôi sao thì bạn đã cộng thêm 3 điểm rồi đúng không? Và phát âm thanh. Cô cảm ơn phần thuyết trình của Giang. Tuy nhiên, đó là về cái phần thuyết trình của con, thì con thuyết trình chưa được tự tin, con nói vẫn còn ngập ngừng. Do vậy là con ở những cái lần thuyết trình lần sau thì con nên tập nói trước, trình bày trước cái bài của mình ở nhà cho trôi chảy nhé. Ở đây cô thấy là mình nói vẫn còn ngập ngừng quá. Dù là con đã hiểu về cái dự án của mình đấy, con đã làm được dự án, nhưng mà con nói con vẫn như kiểu chưa được kịp chuẩn bị về cái mảng nói. Con cần tập thêm nhé. Cô cảm ơn phần thuyết trình của Gia Minh.